Thật sự thì năm nay thì đội em chưa giành được chiến thắng nào ở trên sân khách, nhưng mà số trận hòa chúng em cũng rất là nhiều hơn so với mọi năm, thì em cái điều đó cũng không có quá là gì đó gọi là quan trọng, nhưng mà bọn em sẽ nghĩ bọn em sẽ cố gắng đá thi đấu từng trận. Chắc rất nhiều người nghĩ là Hoàng Anh Gia Lai nó vào top 8 rồi thì sẽ buông hay là gì, nhưng mà đối với em thì em nghĩ là đội em sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất để ít nhất em có thể được vào top 5, tại vì chúng em đến đây thì chúng em để thi đấu và giành chiến thắng, và chúng em sẽ cố gắng đá từng trận một để có điểm. Em nghĩ là về theo hiện tại đang là một đối thủ rất là mạnh và họ đang có một tinh thần rất là tốt khi họ đứng trên top đầu của cả xếp hạng, nên em nghĩ là trận đấu tới cũng sẽ là một trận đấu rất là hay, khi đội em hiện tại tâm lý đội em cũng rất là thoải mái và hướng đấu những trận đấu tới, và em nghĩ không có áp lực gì quá nhiều với đội em, nên em hy vọng là đội em sẽ thi đấu tốt.